Cái vấn đề quan trọng nó nằm ở vai An. Vai An rõ ràng là khó khăn nhất. Mình không có tìm được cái vai, một cái bạn diễn viên nào mà đóng vai An để mình tự tin là mình sẽ không thể làm được cái bộ phim này. Với cái dự án này thì rất là khó, bởi vì chúng ta cần một cái gương mặt rất là thành phố, rồi đi về quê. Nhưng mà về quê rồi á, ta trải qua rất là nhiều sóng gió và học rất là nhiều kỹ năng, và cái thời gian quay thì cũng rất là dài. Mình nói thành thị nhưng mà thành thị của cái thập niên 20-30 chứ không phải thành thị bây giờ. Cho nên là rất là khó. Sau khoảng một năm mấy, hai năm gì đó, casting. Qua rất là nhiều vòng tìm kiếm và vòng đào tạo nữa. Rất là may gặp được Hảo Khang. An giỏi lắm nha. Dạ. An là giỏi võ nè. Biết diễn xuất nè. Con chuẩn bị quay cảnh gì? Dạ. Nhảy lầu ơ lộn nhảy cầu. Cũng là một trong những cảnh nguy hiểm và cảnh khó. Mà em sợ nhảy lên nhảy xuống nó đau lắm. Cao lắm á. Tính rất là chịu khó. Có khi em bị thương rồi sau đó em cũng khóc, sau đó là lại đòi đi quay tiếp. Nhắn ai đi về miền đất phương Nam.